Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Trần Bảo Quốc. Trần Bảo Quốc sinh vào ngày 9 tháng 3 năm 1956 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường lớp Học viện Hí kịch Trung ương, nghề nghiệp diễn viên, năm hoạt động từ năm 1977 cho đến nay, chiều cao 1m78, cân nặng 64kg. Trần Bảo Quốc sinh vào ngày 9 tháng 3 năm 1956 là nam diễn viên người Trung Quốc. Anh được khán giả Việt Nam biết đến với vai diễn Bạch Cảnh Kỳ trong bộ phim truyền hình Danh Gia Vọng Tộc. Bảo Quốc tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương vào năm 1974 và kể từ đó đã hoạt động trong nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương từ năm 1974 và làm việc cho đến nay. Hơn một thập kỷ đóng trong hàng chục bộ phim, vở kịch và vai trò quan trọng trong các bộ phim truyền hình, anh đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng. Trần Bảo Quốc luôn hoàn thành xuất sắc và thành công các vai diễn vua chúa, hoàng đế của mình. Đặc biệt là vai Hán Vũ Đế, một thiên tử anh minh trong bộ phim Hán Vũ Đại Đế. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.